chào quý vị và các bạn. Xin mời quý vị và các bạn đến với tin tức thời sự mới nhất trong ngày hôm nay. Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao thông tin việc bắt phó chánh án tỉnh Bạc Liêu. Chiều 14 tháng 11, trao đổi với Vietnamnet, lãnh đạo Tòa án Nhân dân tỉnh Bạc Liêu xác nhận đã nhận được thông báo của cơ quan Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao về việc bắt ông Châu Văn Mỹ, 52 tuổi, phó chánh án Tòa án Nhân dân tỉnh này về hành vi nhận hối lộ. Hiện ông Mỹ đã được di lý về thành phố Hồ Chí Minh để tạm giam. Cơ quan điều tra Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao đã thực hiện lệnh khám xét nơi làm việc của ông Mỹ với sự chứng kiến của đại diện Tòa án Nhân dân tỉnh Bạc Liêu. Tối 11 tháng 11, cơ quan Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao bắt quả tang ông Châu Văn Mỹ đang nhận tiền hối lộ của một nữ bị cáo trong một khách sạn tại thành phố Bạc Liêu. Theo nguồn tin, bà DHT, ngụ huyện Hòa Bình, bị Tòa án Nhân dân huyện Hòa Bình tuyên phạt 6 tháng tù giam về tội trộm cắp tài sản. Sau khi kháng cáo phúc thẩm lên Tòa án Nhân dân tỉnh Bạc Liêu, bà T đã được tuyên thành 6 tháng tù treo. Trong phiên phúc thẩm, ông Mỹ có trong hội đồng xét xử. Phó chánh án Tòa án Nhân dân tỉnh Bạc Liêu được cho là đòi bà T đưa 100 triệu đồng để xử nhẹ. Bà T đã đưa trước cho ông Mỹ 80 triệu đồng, 20 triệu đồng còn lại hẹn tối 11 tháng 11 đưa cho Phó chánh án Tòa án Nhân dân tỉnh Bạc Liêu tại khách sạn. Lúc ông Mỹ nhận tiền từ bà T thì bị cơ quan điều tra Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao bắt quả tang.